Giá xe của Honda CR-V tháng 5 năm 2022, khách mua muốn lăn bánh cần hơn 1 tỷ đồng. Khách hàng tại Hà Nội, khi muốn mua Honda CR-V tháng 5 năm 2022 cần từ 1,050 tỷ đồng để có thể lăn bánh, nhờ được hưởng ưu đãi kép lên đến 180 triệu tiền mặt. Theo tìm hiểu, tại các đại lý ô tô của Honda đang có chương trình ưu đãi dành cho mẫu crossover hạng C, Honda CR-V lên đến 30 triệu đồng tiền mặt cùng gói phụ kiện trị giá 90 triệu đồng. Nhân viên bán hàng tại Honda cho biết, khách hàng mua Honda CR-V thời điểm này sẽ được giảm 30 triệu đồng đối với phiên bản E, giảm 25 triệu đồng đối với phiên bản G và giảm 20 triệu đồng đối với phiên bản L, và đều cùng tặng gói phụ kiện trị giá 90 triệu đồng cho cả 3 phiên bản. So với mức giảm trong tháng 4, từ 110 đến 120 triệu đồng, mức giảm này thấp hơn nhiều. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của gián đoạn nguồn cung linh và phụ kiện do dịch Covid-19 khiến mẫu xe này đang dần trong tình trạng khan hàng. Cùng với đó, thời điểm xe lắp ráp, trong nước nhận hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ đang gần đến hạn chót, ngày 31 tháng 5 năm 2022, khiến nhu cầu mua xe của người dùng tăng cao hơn. Vì là xe lắp ráp trong nước, nên Honda CR-V còn nhận được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ, tương ứng với số tiền từ 59,88 đến 67,08 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Tại Việt Nam, Honda CR-V hiện đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander hay Hyundai Tucson. Mẫu xe này hiện đã bước vào vòng đời cuối cùng khi thế hệ mới chuẩn bị ra mắt thị trường toàn cầu. Sau đây là giá lăn bánh của Honda CR-V tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội, sau khi hưởng ưu đãi kép dựa trên các loại thuế, phí mà chủ xe phải trả để ra được biển số. Tại các địa phương khác, giá lăn bánh sẽ thấp hơn. Phiên bản CR-V E giá 1 tỷ 50,26 triệu đồng, CR-V G giá 1 tỷ 113,26 triệu đồng, CR-V L giá 1 tỷ 187,46 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.